chấp 18 ta ký kết khế ước với chính mình. Trên đường đi, Tư Tư đã kể cho tôi về tình hình bên ngoài thành. Không biết từ ngày nào, dị hóa thú hoành hành, nhân loại may mắn sống sót không thể không tự xây tưởng bảo vệ mình. Do giao thông bị tắc nghẽn, trong thành chỉ có thể dựa vào đội tuần tra và thức tỉnh giả đi mở rộng bản đồ. Hiện tại theo thông tin từ đội tuần tra, khu vực gần Minh Châu Thành có ít dị hóa thú có các làng mạc và người hoang dã. Xa hơn nữa là biển, Do trên biển có dị hóa thú cấp cao nên tạm thời chưa tiếp tục thăm dò, không biết có thành nào khác hay không. Bên kia biển là gì? Bây giờ tình hình trong thành thế nào? Mấy ngày nay bọn tôi nhờ vào Huyễn Quang Thiên Mạc để giám sát toàn bộ tình hình của Minh Châu thành. Không có gì bất thường về thiên thường hồ cho đến tối qua, thiên thường hồ cấp trung và cấp thấp ở phố thợ thủ công đã ra khỏi ổ, bọn tôi đã tiến hành chiến đấu. Không ngờ đó là bẫy, thủ lĩnh đối phương cũng có mặt. Tổ trưởng Kim Ba vì yểm trợ cho bọn tôi rút lui nên đã bị thương nặng. Hiện tại đội trưởng muốn cô tạm thời thay thế chức vụ của tổ trưởng Kim Ba, dẫn đội bảo vệ an toàn cho Minh Châu thành. Tôi hiểu rồi. Có cần em giúp không? Không cần, cậu về thiết chi hồn trước đi, rảnh tôi sẽ đến tìm cậu. Vâng. Hy vọng anh Kim Ba và chị Tư Tư đều an toàn. Dù sao cuối cùng cũng có thể thư giãn một chút ngoài trời mấy ngày qua thật sự quá là mệt mỏi tôi muốn thứ này không biết vương khiết mẫn luyện thú vương quyền đến đâu rồi sao những người này không động đậy gì hết thế cậu nhóc ai đó giám định giám định thất bại sau giám định thất bại vô số lần cuối cùng trương bình cũng giám định thành công đối phương sử dụng năng lực ẩn thân phận tính danh chấm hỏi chủng tộc nhân loại thế lực, chấm hỏi, tăng trưởng, chấm hỏi, cấp bậc, chấm hỏi, đẳng cấp, chấm hỏi, năng lực, chấm hỏi, thuộc tính này là sao? Không thấy đúng không? Còn muốn dò xét năng lực của ta. Nhưng cũng cần khen ngợi cậu. Cho dù là giám định thuật của thức tỉnh giả cấp cao, một ngày cũng chỉ có thể sử dụng giám định thuật không quá 10 lần. Còn cậu có thể sử dụng vô hạn. Do mình ra lệnh cơ thể buộc phải giám định, nên mới có thể sử dụng vô hạn. Khoan đã, sao ông ta biết? Ông già, ông tìm tôi có việc gì sao? Ông già này tuy mặt mày hòa nhã, nhưng khí tức tỏa ra khiến người khác sợ người. Chơi với ta nhé. Người đến không có ý tốt. Sao thế? Còn chưa ra tay sao? Tôi không có lý do gì để làm thế với ông cả. Trở nên mạnh mẽ cần lý do sao? Hay là nói báo thủ cho tô tĩnh giao chỉ là nói miệng? Ông nói lại lần nữa xem. Khe nứt thời không? Không đúng, là kỹ năng không gian. Dịch chuyển đến sau lưng mình rồi. Tốc độ còn cần cải thiện. Vậy sao? Thực hỏa giả, hỏa diễm cuốn quanh. Hình như có gì đó không ổn. Cậu tấn công nãy giờ rồi, giờ thì đến lượt ta. Thì ra là phân thân. Lần này lại là nguyên tố nước chết tiệt, rốt cuộc ông ta có bao nhiêu kỹ năng thế? Đúng là quái vật. Minh vụ dự trữ 18 trên 100, chỉ có thể thử chiêu đó. Trước tiên là giả vờ tạo sơ hở. Sau đó nhân cơ hội dùng dạ hành giả đánh lén. Có chút khôn vặt, tiếc là thực lực vẫn chưa đủ. Hứa a. À. Nhưng, với cấp độ này mà có sức mạnh thế này cũng đã đáng nể rồi. Thậm chí còn có niệm lực, quá gian lận rồi. Cho chuyện cùng ta nhé. Di chuyển được rồi. Dành nhiều tâm sức thăm dò mình như vậy, thực lực còn vượt xa Kim Ba và Tư Tư. Còn có thể ẩn thân. Cường giả như vậy, trong thành có lẽ chỉ có thủ lĩnh đội dọn dẹp thôi. Không biết tôi nên gọi ngài như thế nào. Làm trò, tên vốn dĩ là để người khác gọi gọi gì cũng được. Cậu thật sự không biết lão đây tên gì sao. Xem ra đội dọn dẹp đã nắm hết thông tin của mình. Nhưng tư đồ thời bạch lại gặp mình dưới hình thức này là có mục đích gì? Tư đồ lão tiên sinh, vậy lần này ngài đến là Trương Bình, trước khi ngăn được khả năng đọc tâm của người khác, tốt nhất đừng nghĩ quá nhiều. Từ sau ta, Minh Châu Thành đã 200 năm không xuất hiện người có năng lực vô hạn cấp rồi. Cậu nói xem ta có thể không đến quan sát sao? ý của ngài là tôi là vô hạn cấp vô hạn cấp là gì cấp độ và năng lực cao nhất của nhân loại không phải là đỉnh cấp sao dù năng lực mạnh đến đâu thức tỉnh giả cả đời cũng chỉ có thể có được một năng lực nhưng vô hạn cấp thì khác nó có thể giải phóng giới hạn số lượng năng lực còn có thể liên tục thức tỉnh năng lực mới có một điều ta rất tò mò không biết năng lực vô hạn cấp kỳ nhân chi đạo của ta có thể sao chép năng lực vô hạn cấp khế ước bảo thạch của cậu hay không? Tập truyện hôm nay đến đây là hết mất rồi, mọi người xem xong nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like, share video và đăng ký kênh để giúp kênh có thêm động lực ra video nhé. Ngoài ra mọi người cũng có thể ủng hộ nhóm thêm chút kinh phí thông qua việc cày view cho video hoặc donate theo thông tin phía dưới nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.